Xin chào mọi người, hôm nay là tối ngày 19 tháng 4 năm 2021. Em tên là Sa ở Công Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938203714. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người có một vài loại lan rừng mới về như là Gen Thịnh Hy, Địa Lan Kiếm Mạc Xuân, Chân Rết, Báo Hỷ, một ít Địa Lan Ngũ Sắc và Quế Trắng Tháng 8, Đại Bạch Hạc. Đó. Và có cả kiều tím nữa nhé. Thì em xin giới thiệu địa lan kiếm mạc xuân trước. Thì địa lan kiếm mạc xuân là 50.000 một hình như thế này nha mọi người. Hình số 1 là được 1, 2, 3 về như thế này nhé. Đấy, hình số 1. Rồi hình số 2 này. Hình số 2 là được 4 về này. Đó, hình số 2 được 4 về nhé. Rồi tiếp theo hình số 3 thì được 2 về. Đó, hình số 3 được 2 về như thế này. Rồi đây là hình số 4 ạ. Hình số 4 với hình số 5 là một về nha mọi người. Mỗi về như thế này là 50.000. Đó. Đây là hình số 4 ạ. Và đây là hình số 5, nguyên một về như thế này luôn. Và hôm nay thì em có một cái combo nhỏ như thế này. Combo này thì có 80.000 và có những loại lan như là móng rùa này, hai cây thôi. Và có một ít lan len hoa trắng, hoa nhỏ nhưng mà trắng. Đây, nó đang có cái vòi hoa như thế này. Rồi có dáng hương tam màu sắc. Đấy, đây là dáng hương tam màu sắc nhé, đang lên vời hoa. Một ít lan lọng lá nhỏ mà màu tím đây này, em không biết là lọng gì đây nhé. Đấy, lá nhỏ nhưng mà nó có màu tím. Rồi đây cũng một loại lọng nữa này, loại lọng thứ hai này. Đây là lọng hiệp nha mọi người, loại lọng thứ ba. Và một loại lan tiếp theo nữa đó là củ đơn việt. Đấy, hoa quầy, cái vòi hoa nó to lắm, nó có một chùm hoa bông nó màu đỏ có chấm đen ở giữa. Đó. Rồi đây thì có 1 2 3 4 nhánh, 5 nhánh van đa uyên ương nha mọi người. Rồi đây một ít ba về nhỏ hoàng thảo hương duyên. Đó. Còn ở đây thì có hai cây gọi là rau mực này và trứng bướm túi tròn nha mọi người. Đây là trứng bướm túi tròn này. Rồi cái combo nhỏ này là 80.000 nhé. Rồi em sang một cái combo nữa. Combo này cũng 80.000. Có một cây gẫm Thượng Hải này. Đây là những loại lan sưu tầm cực kỳ quý hiếm của vùng Quan Tâm mình này. Và một dề đơn cam dài khá là đẹp nha mọi người. Đó. Đấy. Đơn cam nó hôm nay về được có một mỗi một dề này thôi à. Đó. Nó cũng làm cái loại lan khó tìm. Rất là khó thấy cho nên là mỗi lần về được vài cây thôi chứ không có nhiều nha mọi người. Đó. Rồi đây có một cây một dề hoàng thảo tam màu sắc nữa. Thì cái combo này có 3 cây 80.000 nhé. Đó. Toàn là những loại sưu tầm thôi. Gẫm Thượng Hải này. Rồi tiếp theo đó là một loại lan đặc hữu của vùng Công Tâm, đó là Gen Thịnh Hy nha mọi người. Đấy. Gen Thịnh Hy, hoa nó sẽ mọc lưa thưa, mọc thưa mọc dọc theo cái những cái đốt thân như thế này. Đấy, hoa trắng hôm trước thì em cũng đã gây quay cái mặt bông rồi nên là bây giờ thì em cũng không có tiện để lấy cái hình bông ra cho mọi người xem, có mỗi một mình quay à. Đó. Hình số 1 70.000 nhé. Hình số 2 cũng 70.000 như thế này. Đó. Hình số 2 đây. Ở đây là số 3. Đấy. Hôm nay có 3 hình Gen Thịnh Hy. Đây nụ của nó đây. Và đây cũng là một loại lan cực kỳ quý hiếm của vùng Công Tâm nữa, đó là Gen Công Vỏ nha mọi người. Đó. Gen Công Vỏ. Cái dề này thì nó đang ra mầm khá là nhiều. 100.000 một hình như thế này, hôm nay cũng có một hình vậy thôi. Đó. Nó bị thứ nhất là bị sâu ăn cũng khá là nhiều. Bây giờ là mầm tơ lên thôi, còn lá già thì sâu ăn nhiều lắm. Đấy, hình này là 100 nhé. Rồi tiếp theo đây là chân rết nha mọi người. Đó, một loại lan trên lá khá là đẹp. Đấy, lá nó rất xanh và mướt nhé. Đấy, mọc đều xếp lại. Đấy, cho người ta gọi là chân rết. Một hình như thế này là 40.000 ạ. Đây là hình số 1 nhé. Rồi tiếp theo em sang hình số 2. Số 2 cũng vậy nhé.
Đấy, một hình như thế này 40.000. Lá rất xanh và mướt nha mọi người. Rồi tiếp theo, đây là báo hỷ. Đấy, báo hỷ thì hôm nay thì nó cũng có cây, nó đã ra hoa. Một số cây thì nó đang có nụ. Đấy, cây này thì nở này, tàn rồi nè mọi người ạ. Nó màu hồng nha mọi người. Có cây thì có màu hồng sắc pháo, có cây thì màu hồng phấn. Đấy, rất là đẹp. Rồi cái cây to, cái dề to như thế này là 70.000 nha. Đây là số 1, một dề to, khá là to, 70.000. Rồi tiếp theo là hình số 2, 80.000. 80.000 thì được 3 dề như thế này nha mọi người. Đó. Đây, nó đang có cái chùm hoa đang ra như thế này. Đấy. Được 3 dề như thế này nha. Hình số 2, 80.000. Rồi sang hình số 3, 50.000. Những cái dề nhỏ nha mọi người. 50.000 có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, khoảng mười mấy dề á. Mười mấy dề nhỏ như thế này. Rồi là kiếm nhỏ mình làm giống nha mọi người. Đó. Đây là hình số 3 và đây là hình số 4, cũng 50.000. Hình số 4, 50.000 được 2, 3, 3 dề. Được 3, 4 dề. Đây là 50.000 nhé. Rồi một loại nữa đó là lọng. Đây là lọng ta trâu nha mọi người. Lá rất là to và đẹp này. Cái này 40.000 ạ. Qua bên đây là tóc tiên nha mọi người. Tóc tiên thì hôm nay là 60.000 một hình. Đấy, hôm nay có 3 hình. Đây là số 1 ạ. Đây là số 2. Và đây là số 3. Cứ một hình như thế này là 60.000 ạ. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu với mọi người, đây là quế trắng tháng 8 nhé. Một loại lan thơm, vừa thơm mà hoa nó màu trắng tinh, rất đẹp nha mọi người. Đó. Một hình như thế này là 100.000. Đây là quế lá xếp nha mọi người. Đó, đây, mọi người thấy lá xếp này. Nó dính nguyên một chùm vô luôn. Đây là số 1 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ngọn nhé, 7 cây, 100.000, hình số 1. Mình sang hình số 2 ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 cây. Đấy, cây nhỏ làm giống nha mọi người. 13 cây, hình số 2. Rồi hình số 3, 80.000. Quế lá lướt. Đấy. Lá lướt với lá xếp hoa nó như nhau cả nha mọi người. Đều rất là đẹp và thơm. Nhưng mà lá lướt thì nó rẻ hơn lá xếp, bởi vì là nó cái lá nó không được đẹp bằng lá xếp thôi. Đó. Nhưng mà hoa thì thơm và đẹp, giống như nhau cả. Đây là hình số 3, 80.000 nhé. 1 ngọn, 2 ngọn, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ngọn nha mọi người. Đấy. Đây. Rồi hình số 3, 80.000. Rồi hình số 4, 100.000. Hình số 4, 100.000 có một cái nhánh khá là dài và đẹp nhé. Ở đây có nước nhánh mẹ bồng con này. Đó. Cái lá ngọn này nó bị gập này. Đấy. Rồi với một nhánh này nữa. Hình số 4, 100.000. Hình số 5, 70.000. Một nhánh. Đấy. Lá xếp chữ V rất đẹp nhé. 70.000. Một cặp lá này. 2 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 5 cặp lá nhé. Rồi hình số 6, 100.000. Hình số 6 thì cây nó to nhưng mà nó lá nó không được đẹp nha mọi người. Nó cũng là quế xếp. Đấy, nó là quế xếp nhưng lá nó bị gì á. Đó.
bị kiến cắn hay sao á. Đấy rồi, đây đấy, nó là quế xếp nha mọi người. Đó. Hình số 6 bốn cây to này 100.000 nhé, lá thì không được đẹp lắm. Rồi hình số 7 100.000 cũng bốn nhánh, bốn nhánh như thế này. Đây là quế xếp nhé. Đó. Hình số 7 nhé. Rồi tiếp theo em có địa lan. Cái này là địa lan ngũ sắc nha mọi người. Một hình như thế này là 50.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 củ nhé. Đó, 15 củ. Hình số 2 này, 1, 2, 3, này, 4, này, 5, này, 6, này, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, cũng 10, cũng 15 củ, khoảng 15 củ như thế. 2, 3, đây, đây là hình số 5, hình số 3 nhé. Đây, mỗi hình là 50.000 nha mọi người. Và loại tiếp theo đó là thập hoa. Thì hôm nay em có hai hình, mỗi hình 60.000. Đây là hình số 1 ạ. 1, 2, 3, 4. Đó. Đây là hình số 2 nhé. 1, 2, 3, 3 về. Mỗi hình như thế này là 60.000. Rồi, ở đây là xương cá nha mọi người. Xương cá này là 30.000 này. Đấy. Xương cá lá nhỏ nhé, 30.000. Cái này mình chơi lá khá là đẹp nhé, hoa thì nhỏ, hoa sẽ mọc trên đầu ngọn như thế này. Cây này là cây san hô này. Rồi. Và đây là san hô thân thầm nha mọi người, san hô thân thầm. Nó sẽ ra những chùm hoa như thế này, màu tím. Đấy. Mọi người trồng trên một khúc lũa để nó rủ xuống là khá là đẹp nhé. Hình này là 40.000 nhé. San hô thân thầm khá là dài. Rồi tiếp theo đó là đại bạch hạc ạ. Đại bạch hạc thì hôm nay em bán 80.000 một hình nhé. Đó. Đây là số 1 ạ. Số 1 đây. 1 này, 2 này, 3 này. Khá là nhiều về nha mọi người. Đây là số 1. Hình số 2. Đấy. Hoa nó to và thơm lắm. Đó. Nhưng mà bây giờ là cuối mùa rồi cho nên là rất là không có cái nụ nào nữa. Bây giờ nó tàn hết rồi. Đấy. Nên ít khi có nụ lắm. Đấy. Đây còn một cây có một cái nụ này nhưng mà cũng bị dập rồi. Đây là hình số 2 nhé. Rồi hình số 3 đây ạ. Đấy, mọi người thấy không? Hoa nó rất là thơm mọi người ạ. Đó. Thơm trắng mà đẹp nữa. Hoa to. Đây. Đấy. Hoa nó khá là đẹp nhé. Đây hình số 3. Hình số 3 đây. Đấy. Đây hình số 3 đây nhé. Và làm sao hình số 4 ạ. Hình số 4 nhé. Rồi tiếp theo hình số 5 ạ. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn nó đang ra mầm khá là nhiều nhé. Cho nên là cái lúc này là cái lúc thích hợp để mình ghép cái loại lan này. Đó. Đây là số 5 ạ. Số 5 đây. Nó ra mầm tơ khá là nhiều luôn. Rồi hình số 6 này. Đây, hình số 6 đây. Hình số 6. Và đây là hình số 7 ạ. Một cây mà ra khá là nhiều hoa luôn. Nhưng mà nó đã tàn rồi. Tiếc là không thể ngắm được. Rồi đây hình số 7 nhé. Rồi loại tiếp theo đã là kiều tím nha mọi người. Kiều tím thì hôm nay em có hai hình thôi, mỗi hình 100.000.
Đó, đây là số 1 ạ. Được 2 dề. Số 1 2 dề này nhé. Cây thì hơi khô nha mọi người. Đây đang đứt ra nụ hoa này. Cây nó hơi khô bởi vì cái mùa này là mùa khô này. Đó, bây giờ mới bắt đầu vào mùa mưa, có rác rác một vài nơi có mưa rồi nhưng mà chưa có mưa nhiều lắm. Vẫn còn nắng nóng. Đây nụ hoa này. Đó. Thế hình số 1 đây 100.000 hai dề này nhé. Rồi tiếp theo hình số 2 100.000 một dề. Đấy, như một dề đây. Đó. Dề này thì nó đang có nụ hoa này. Đó. Nụ hoa đấy. Có một cái nụ nữa nhưng mà bị sâu nó ăn rồi. Rồi đây là số 2 nhé. Rồi tiếp theo ở đây thì có ngân sung nha mọi người. Ngân sung nở Tết này, hoa thơm. Đấy, những cái loại hoa này là cái loại hoa người ta thường hay trưng Tết này. Bây giờ là mình trồng để Tết là có hoa ngắm này. Thơm, rất thơm nhé. Đây, một hình như thế này là 250. Và một hình, mỗi hình là có 4 cây nha mọi người. Đấy. Đấy, 4 cây như thế này. Nếu hình là cỡ 4 cây. Đấy. 4 cây như vậy. Mỗi cây thì nó cũng đã có được 2-3 cặp lá rồi nha mọi người. Đó. Đây là hình số 2 nhé. Như nhau cả rồi. Số 2. Và đây là số 3. Này có 3 hình nhé. Đó. Rồi. 3 hình như vậy. Và mỗi hình là 250. Đây là ngân sung. Bây giờ em đã quay xong hết cái những loại lan của kênh em tối nay rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là các bạn Zalo qua số điện thoại của em là 0938203714. Em là Sa và ship COD toàn quốc nha mọi người. Em cảm ơn và hẹn mọi người ở những clip tiếp theo ạ.